Mọi người cứ nói là hay có những cái buổi nói chuyện về cái việc là phụ nữ sau sinh bị trầm cảm, bị căng thẳng mọi thứ, nhưng mà ít có bao giờ có những cái buổi nói chuyện là những người đàn ông khi có vợ mang thai và khi sinh con thì áp lực của những người đàn ông nó như thế nào, và cái việc về căng thẳng về 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 thần kinh của những người đàn ông nó như thế nào rất ít nói. Tại vì người phụ nữ trầm cảm thì chắc chắn tại vì người ta là cái người trực tiếp để mang em bé và sanh em bé, nhưng người đàn ông lại có thể là căng thẳng hơn người phụ nữ nữa, nhưng mà không ai bàn tới, bởi vì người đàn ông phải lúc đó phải lo cho vợ cho con của mình, rồi còn phải lo cho cả gia đình, rồi còn phải lo cho công việc, còn lo nhiều thứ nữa. Nhưng mà dĩ nhiên người đàn ông thì lúc nào mình cũng phải là một cái sự mạnh mẽ, mình phải cố gắng lên vượt qua những cái thứ đó để mà mình duy trì được cái không khí trong gia đình mọi thứ, thì cái kiểu là mình cũng phải rất là cố gắng rất là nhiều. Như vậy đến bây giờ thì gia đình bốn thành viên của chúng ta, Khải, Khánh, Khang, Kha, rồi còn thiếu một bé gái nữa để cho gia đình mình đủ tròn 5K luôn, đúng không? Rồi khi nào mình làm thêm một đứa nữa? Khang để ý đi nha, bé đầu tên là Khang, trùng tên với Khang ha, rồi bé thứ hai là Kha nè, rồi bé thứ ba tên gì, tại vì nó từ từ nó rút ngắn Rút lại chữ á, lại Khang rồi Kha rồi không, bé thứ ba tên khờ sao Khang. đó, nó không ổn chút xíu Không nào ổn hết, cho nên là hai vợ chồng quyết định đã triệt sản rồi ạ. thì sáng sớm Dạ vậy triệt sản. hai vợ chồng không thích con nít hả? Dạ thích chứ, nhưng mà Thích thật một bà nàng công chúa chứ. là thích công chúa chứ đây nè. ở có một mình à, thật ra không phải là do rút ngắn cái tên mà tính rồi để mình trở thành người được cưng nhất, đúng Đúng không? rồi, người đẹp nhất Đúng, nhà đẹp gái nhất đẹp nhà. gái nhất nhà đó. Vâng.